Đây là các bạn, ông xã mình anh đang phụ mình trộn đất á. Đáng lẽ hồi tuần trước á, mình ráng mình trồng cho xong á, nhưng mà tại vì không có ai trộn đất giùm mình đó. Trộn đất thì nó hơi nặng cho nên mình làm không có nổi. Cho nên là mình phải chờ anh tới hôm nay luôn. Thì hiện giờ thì anh đã bỏ vô một cái bao và gọi là cái potting mix ha các bạn ha. Thì một bao bự với lại nửa bao phân gà rồi đó. Với lại có cái mấy cái thơm chậu cũ này nè. Cái chậu cũ nó có đất cái cũ đó, anh bỏ vô hai chậu rồi hả ba? Một chậu hả? À, thì một hồi nữa chắc lẽ là mình sẽ làm thêm một cái một phần trộn như thế này nữa thì mới đủ. Tại vì cái chậu bự thưa thật là bự, mình sẽ để định là trồng cái vàng mướp rồi đó hả ba? Dạ ba, ba đâm giùm em mấy cái lỗ của cái cây đi, mấy cái chậu đi, em trồng strawberry vô đó đó, hai cái chậu dài á. Dạ anh xã mình sẽ phụ mình hai cái chậu dài này á, thì mình sẽ dự định là mình sẽ trồng mấy cái cây strawberry này nè các bạn. Đó, mình mua được mấy cây strawberry á, mình thấy cũng dễ thương quá à, mình trồng cho con gái mình nó chơi. Không biết có trái không nữa. À, nó đang lên lá rất là tốt nè. Cái cây lớn này là nó hiệu này nè. Cái loại strawberry như thế này nè. Còn hai cái chậu nhỏ này á thì nó có strawberry trắng. Không biết mai mốt khi nó chín lên thì nó như thế nào, nhưng mà bây giờ thì nó là như thế này nè các bạn. Đó, mình thấy cũng đẹp quá. Thường thường mình thấy cái cây strawberry nó có bông trắng ha, giống như cây này nè. Rồi nó có bông là bông trắng. Rồi nó có mấy trái nho nhỏ nè các bạn. Đó, mấy trái này là mai mốt nó thành, thôi cái này thì hết rồi. Nó sẽ thành mấy cái trái lớn lên thành trái strawberry á. Đó, đây nó có mấy trái nhỏ nè. Đó, mình sẽ trồng vô. Lần đầu tiên mình thấy strawberry có bông đỏ như thế này nè các bạn, mà trái nó trắng. Cái này không biết có phải là cái gì à, bạch tuyết gì đó không biết, không mình không biết nha. Dạ, nhưng mà mình thấy nó có trắng trắng như đây nè. Có làm tổ trên đó cưng. Dạ, đó thì mình ông xã mình sẽ đục mấy cái lỗ cho nó thoát nước giùm mình đó, rồi sau đó thì mình sẽ trồng hai cái chậu này vô một chậu nè. Rồi hai cái cây raspberry này của mình á sẽ vô một chậu. À đây là raspberry nha các bạn. Đó. Cái này con gái mình cũng thích lắm, ăn salad đồ này nọ đó, con gái mình cũng hay bỏ vô trong đây lắm, thì mình cũng sẽ trồng cho con mình hai cái chậu dài đó là hai cây strawberry với hai cây raspberry này. À, các bạn, raspberry ha. Còn cái chậu này chắc mình kiếm cái chậu tròn tròn nè mình sẽ trồng. Rồi mình sẽ chờ anh làm cho mình một cái chậu cây rất là lớn luôn. Đó, cái chậu đằng kia đó các bạn, cái chậu đó đó. Cái chậu đó sẽ trồng cái vàng mướp hương này của mình. Năm nay mình không hiểu tại sao mình thích trồng mấy cái dây bí, dây mướp đồ này nọ quá chừng luôn à. Khó đục không anh? Cái đó khó đục lắm không? Dạ. Yeah. Yeah. Tự nhiên rồi cái mình thích trồng cây ấy, mình lôi cuốn ảnh luôn á, chứ bây giờ ngày cuối tuần nào cũng rủ ra làm vườn. Thế thì thích làm vườn không đấy đi? Thích làm vườn không? Thì không có ông mẹ kia phải. Ông xã mình nói không có chú mẹ làm vườn thì ông Việt Nam thì mới là làm. You get paid too, I pay you. Ok thôi mình sẽ đeo bao tay vô, mình phụ anh xúc đất vô mấy cái chậu nha các bạn nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang bao tay vô, mình sẽ xúc đất bỏ vô cái chậu này ha các bạn ha. Bỏ vô cái chậu này để mình trồng strawberry. Trồng strawberry trước đi. Đó, tại vì mấy bữa nay mưa không có đủ mà mình không có ra mình tưới á, mấy cái cây nó cũng hơi yếu rồi. Nha các bạn nha, bây giờ mình sẽ trộn đất, bỏ đất vô đây. Làm vậy trước cho nó lẹ đi rồi mình sẽ nó đỡ đầy đầy rồi mình sẽ múc từ từ vô thêm. Con gái hay hai cái dâu strawberry chắc được rồi nè. Bây giờ mình sẽ trồng cái loại strawberry này nè các bạn. Strawberry nó có trái trắng hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn á, dễ thương quá chừng luôn á. Ok bây giờ mình sẽ chia ra làm hai khoảng, mình trồng nó cách nhau xa xa để nó mới có thể có trái được ha. Làm vườn mà mặc mấy cái bộ đồ này á, hồi nãy mình tưởng là gió mình đi mặc áo tay dài, làm vườn nó bất tiện quá. Rồi
làm ra hai cái lỗ. Ở chính giữa này mình chừa một khoảng trống ha các bạn, mình gọi chừa khoảng trống chính giữa này á, để có gì mình bón thêm phân hữu cơ, phân mà mình phân nhà bếp mình ủ ở nhà đó. Các bạn coi nè, cái trái strawberry của nó sẽ là cái trái có trắng có đỏ như thế này ha, hoa nó đỏ rất là đẹp đó. Cái này lần đầu tiên mình thấy á, cho nên là mình mua mình trồng thử cho con gái mình nó chơi. Con mình thích ăn strawberry lắm mà cũng thích mấy cái trái đẹp đẹp như vậy nè. Các bạn đó, có rễ sẵn hết rồi, nó nằm gọn trong một cái hũ nhựa ha, thì mình chỉ để vô thôi. Một anh chàng, còn bên đây thêm một anh chàng nữa là xong. Nói chung là làm vườn ở đây cũng vui mà cũng không có cực lắm, tại vì mọi thứ nó cũng dễ dàng lắm ha các bạn đó. Cái này nè, mình bóp nó ra rồi mình ngẩn nó ra thôi đó. Thêm một cái nữa nè, có trái đây nè, thương quá. Rồi mà ba tưới nha. Ở chính giữa này nè các bạn, chính giữa này mình sẽ để dành để mình có muốn bón thêm phân hữu cơ, phân ủ nhà bếp á, thì mình sẽ bỏ vô. Rồi coi như là xong hai cái hũ strawberry, hai cái cây strawberry của mình ha. Một hồi nữa mình sẽ nhờ ông xã của mình đó, anh tưới giùm mình. Bây giờ mình đẩy nó qua bên đây, mình trồng tiếp vô là hai cái cây raspberry nha các bạn. Ồ, mình sẽ để tên nó vào để có ai hỏi á thì mình sẽ biết nó là cái cây gì. Rồi xong một cái công việc này của mình, đẩy nó qua bên đây, anh sẽ tưới cho mình. Đây, bây giờ là tới hai cái chậu raspberry. Anh cho mình đất nhiều quá, mình bỏ bớt ra chiếu mình trồng xong rồi mình mới có thêm. Đây là cây raspberry, các bạn cẩn thận nha, tại vì cái thân của cái cây raspberry nó có mấy cái gai á, cho nên là khi làm mình nhớ đeo bao tay vô. Mình cũng làm cái họ lỗ mé bên đây ha, ở chính giữa thì mình để dành một cái khoảng trống, rồi mình sau đôi này mình sẽ bón thêm phân. Raspberry này mình nghĩ chắc nó sống lâu lắm đó, tại vì cái thân của nó già quá nè các bạn, để là sâu suốt. Sâu xuống chút nữa. Khi mình tưới á, từ từ mình tưới cái đất nó dẻ lại, nó khô lại. Rồi, một chậu mình qua bên này mình trồng thêm chậu nữa, nên mình sẽ làm hơi sâu. Đây cây thứ hai ha, đây là cái tên của nó, một chút xíu mình cũng sẽ cắm xuống. Mấy hôm nay tội nghiệp lắm quá, nó không có được mình trồng á, mà nó lại khô khan nữa. Cái hướng làm sao cho nó đi hả? Những cái gai nó đang ngứa ngứa cái tay của mình luôn á. Khoảng giữa này mình sẽ để dành để mình bón phân. Anh ơi, anh nhớ lại tưới giùm mẹ mấy cái cây này, mẹ mới trồng nó xuống á.
ngày bữa nó bóc rễ rồi chắc chắc em phải để bên hông nhà này là dễ tưới nha, có nắng á. Chỗ này của mình là ớt không à, của anh là mai mốt anh trồng ớt rồi. Rồi xong hai cây raspberry nữa ha các bạn, mình cũng sẽ để tên nó vô đây đó, nhấn xuống cho cái rễ nó chắc chút xíu ha. Từ từ mình tưới thì nó cũng rẽ đất lại, nhưng mà thôi mình sẵn tay mình đang đeo bông tay mình nhấn luôn. Mình không hiểu tại sao nha, mình rất là yêu cái công việc làm vườn của mình á. Thứ sáu mà mình đi làm á, mà mình suy nghĩ là thứ bảy mình được làm vườn á, mình thích gì đâu á. Mình nôn lắm. Chắc hồi kiếp trước mình là con của mấy bác nhà nông quá. Phải không ba? Sau năm nay bây giờ mình lại thích làm vườn quá chừng luôn. Nó chứ giống như mình có thương với các bạn á, cái công việc làm vườn bây giờ, cái công việc làm vườn bây giờ là cái công việc rất là phổ biến cho những cặp vợ chồng trẻ, những người làm dân office như mình, dân văn phòng như mình á, cũng rất là thích làm vườn phải không các bạn. Làm vườn rất là thoải mái. Rồi đó các bạn, mình đã trồng xong được hai cái cây raspberry với lại hai cái cây strawberry cho con gái mình rồi đó ha. Bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái chậu khác, rồi mình sẽ trồng vô cho con gái mình cái cây strawberry màu đỏ không. Còn hai cái cây strawberry hồi nãy mình mới trồng là nó hơi có màu trắng. Mình trở lại với các bạn nữa nha, tại vì làm việc ở dưới đất á, cho nên là nó cũng hơi khó thâu á, cho nên là mình sẽ cố gắng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm được cái chậu này. Cái chậu này hồi nãy xã mình lấy đất trộn ra đó, bây giờ mình sẽ lấy lại cái chậu này, mình vô đất lại sau khi đã trộn đất rồi thì mình vô đất lại để mình sẽ trồng cái cây strawberry cho con gái ha. Nãy giờ cứ nhắc con gái hoài, chắc con gái dễ mũi quá. Đó, bây giờ mình sẽ dụng đất vô đây. Ok. Nè các bạn, nhìn thấy trái hấp dẫn quá không, mà không biết mình trồng có được hay không. Nhìn thấy trái nó đỏ mà hấp dẫn quá chừng luôn nè. Nghe nói cái này loại này ngọt mà thơm lắm, còn cái loại trắng kia thì đẹp hay sao á. Bữa mình có đập trong cái mình mua á, thôi mình phải làm cái hô trước chứ. Thật sự trồng trong chậu thì cũng hạn chế lắm, nhưng mà bây giờ biết làm sao, giờ không có đủ đất trồng trong chậu. Oh my goodness, đây nè các bạn, đó nó ra, họ trồng nguyên cái rổ, nguyên cái rễ nó như nó bám chặt như thế này cho mình này nè. Đó thì mình chỉ trồng vô thôi, nhưng mà cái chậu này của mình hình như nó hơi cạn đó chứ. Đấy, thêm đất nữa. Rồi phải vô. Cái lá mà giống như là nó chết, nó vàng ở đây nè, cái cây nó khoáng sẵn hơi bình nhỏ luôn. Mấy cái lá vàng mình cắt ra bớt, có mấy cái lá mới nó mọc lên chứ. Đó. Đó. Bao tay của mình nó có cát ở trong đó. À, nó xót tay quá à. Em đem ra hai cái luôn mà. Rồi xong thêm một cái cây strawberry nữa, cho mình cộng miếng đất, mình cho nó vô thêm miếng đất. Để mình đi lấy cái bao tay mới thôi mình. Rồi xong rồi đó các bạn ha. Rồi mình cho mình cái bao tay mới nè các bạn, cái bao tay cũ á mình đeo vô mình làm đất á, mấy cái đất nó, mấy cái mặt cưa nó, mấy cái mặt cây nó vô tay mình nó ngứa quá. Rồi
Vậy là coi như xong cái phần trồng cây raspberry và strawberry của mình rồi ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây ha, mình sẽ đi kiếm thêm chậu rồi ông xã mình sẽ trộn thêm đất rồi mình sẽ trồng qua tới cây mấy cây ớt, cây cà và quan trọng nhất là cái cây nước tương của mình. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn video sau nha. Mình sẽ đi tìm chậu rồi sẽ trở lại với các bạn. Bye bye.